quả sung thì có một phần nói là quả sung khô giúp tăng cường chức năng sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ. Vậy cho tôi hỏi là quả sung có ngâm rượu được hay không ạ? Chào bạn, theo kinh nghiệm dân gian thì quả sung là một vị thuốc có rất là nhiều công dụng hay. Không chỉ vậy, quả sung còn là một loại thực phẩm cung cấp rất là nhiều dinh dưỡng cho cơ thể. Theo kinh nghiệm dân gian thì ngoài công dụng quý như là điều trị sỏi mật, điều trị bệnh trĩ, giảm đau nhức xương khớp, tăng cường chức năng tiêu hóa thì quả sung còn có công dụng là tăng cường chức năng sinh lý. Quả sung thì được dùng dưới hình thức là sắc nước uống. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng quả sung để ngâm rượu. Rượu quả sung thì có tác dụng là giảm đau nhức xương khớp, tăng cường chức năng sinh lý rất là tốt cho nam giới. Cách ngâm rượu quả sung khô như sau: lấy quả sung khô bổ đôi, phơi khô, sau đó thì đem sao vàng hạ thổ rồi đem ngâm rượu. Với tỷ lệ là 1 kg quả sung khô thì chúng ta có thể ngâm được với 4 lít rượu, ngâm trong khoảng thời gian 1 tháng trở lên là có thể sử dụng được. Rượu sung thì có mùi thơm và vị hơi chát nhẹ, có thể sử dụng hàng ngày trong mỗi bữa ăn. Mỗi bữa thì nên uống khoảng 2 đến 3 ly nhỏ thì sẽ rất là tốt. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.